Mai cho ba nè. Thì cũng trộm vía là mọi người yêu thương mình đó, cho nên công việc của mình ổn định, phát triển, cho nên là Tết năm nay cũng ấm ấm mua cây mai cho ba. Yeah. Và cuối cùng chiếc ghế cũng đã tới. Ủa? Ghế là ghế gì? Thì hôm nay là sinh nhật của ba tôi, đó là ngày 4 tháng 2, cho nên tôi quyết định sẽ tạo cho ba một cái bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ dữ chưa, xe chở tới cái ba đi ra kêu trời ơi mua gì nữa những cái con nhỏ này. Nhưng mà ba rất là vui, mình nói là ba ơi hôm nay là sinh nhật của ba cho nên là con muốn tặng ba một món quà, tuy nó không có to lớn gì hết nhưng mà đó là ước mơ của con hồi nhỏ. Đây là một chiếc ghế mà mình ao ước được tặng cho ba mẹ mình khi mà mình có tiền đó. Chiếc ghế massage, khi mà ba mình đi núi hoặc là đi ruộng về là mệt mỏi là nằm lên một cái là đi bài liền, đâu có công vợ massage nữa, có ghế rồi. Gia đình mình rất là thích chiếc ghế này luôn, ai cũng dành ngồi hết mọi người, bởi vì nó đáng đồng tiền bát gạo lắm luôn á. Tôi cho mọi người coi thực tế nó đáng đồng tiền như thế nào nè. Nghe bật nhạc là tôi biết liền, ngủ rồi đi ngủ rồi liên nhiêu là một liền. Đã quá mà. Đấy. Có cái loa này. Đó, kết nối với Bluetooth đồ này. Còn tiếp theo là chuyên mục mùng 1 Tết, thủ tục là lì xì thôi. Lì xì từ nhỏ tới lớn nha. Đây là cháu của tôi bé Bánh Mì. Tiếp theo đó là bé Bim, cũng cháu của tôi luôn mà nó rất là giống bà dì Tính luôn nha. Nào là văn nghệ, văn ngùng, hát hò, đồ quậy quọ đồ đó. Lớn hơn một xíu nữa là có bé Bi. Bé Bi là anh của bé Bim. Đấy, đây là một niềm tự hào của bà dì luôn, bởi vì Bi là thừa hưởng cái gen của mẹ, đó là chị hai của tôi á, là tay rất là khéo luôn mọi người, viết chữ cực kỳ đẹp. Tôi nhìn mà tôi tưởng sách in không á, đi thi này thi kia giải nhất luôn không à nha. Năm nay là một năm rất là đặc biệt, là ba đứa con gái và một đứa con trai đều sum vầy vào cái đêm 30 Tết cùng với gia đình, cho nên ba mẹ mình năm nay rất là vui luôn. Đây là chiếc nhẫn cầu hôn của đôi vợ chồng trẻ. Đây, năm nay là năm con rồng. Đấy, con mua cho ba một chiếc nhẫn con rồng. Còn mẹ thì chiếc nhẫn bông mai. Cố gắng tất cả chỉ để mua được nụ cười của gia đình mình thôi. Bye bye, chúc mọi người năm mới vui vẻ.